needed you to be strong. I never needed you to pointing out my wrongs. I never need a pain, I never need a change. My love for you was strong enough to suit up, no. I never needed you for judgments. I never needed you to question what has been. I never asked for help, I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. I need a little bit for conversation. They ain't know anything for you to say. And my eyes hurt, hands shiver. So look at me, listen to me. Because I don't want you. I've been so, so many nights thinking how would you be wrong, but I don't show. I learned how to get it on. Quá tuyệt vời, cảm ơn các bạn dancer rất nhiều. Cảm ơn Phạm Lịch, cảm ơn Đỗ Phú Quý. Bạn diễn của chị Lịch là Đỗ Phú Quý. Ngày hôm nay quay trở lại dành lợi hại hơn xưa rất là nhiều. Lợi hại như thế nào vậy Khánh? Quá à? Duyên dáng, yeah. Xinh đẹp và thần thái. Thật ra là lúc đầu nhận lời mời chị Lịch là đến đây để hỗ trợ. Và em đã cảm thấy là trời, không biết là lỡ nhưng mà trúng đề bài là giả nữ nó như thế nào. Tại vì là sau một khoảng thời gian em đã cố gắng trau dồi bản thân đó, thì đã có những con chuột nó xuất hiện lên. Thì là em cảm thấy rất là lo lắng. Và khi mà kéo càng gật là biết là ôi làm nữ không né được ạ. Thì thôi, lỡ rồi, lỡ nhận lời rồi thì phải làm cho tới. Thì giống như là đây là hai phiên bản Nico This và Nico That vậy đó ạ. Nico That này là giống như là đang yêu, đang vừa mới được cầu hôn đó ạ. Còn This thì sao ạ? This thì là giống như là bị cấm sừng á. Cho nên là đi tập tạ để trả thù đàn ông. Wow. Có nghĩa là cái tiết mục này nó còn có hẳn một cái thông điệp ẩn chứa bên trong nữa đúng không ạ? Ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Anh thấy rằng nãy giờ mình có hai người khách mời ở đây là Luân với Quý đúng không? Thì hai bạn đều phải hóa thân thành vai nữ cả để phù hợp với cái đề bài mà các bạn đã gạt cần chọn được ở tuần trước. Nhưng với Luân thì có cái lợi thế là khi hóa thân thành Hồng Ngọc, thì Hồng Ngọc vốn dĩ giọng trầm, thành ra khi Luân hóa thân thành Ngọc nó là cái lợi thế cho em, bởi vì cái giọng đàn ông của mình thì hóa thân vô Hồng Ngọc nó quá phù hợp. Còn với Quý thì nó hơi bất lợi cho em. Dạ. Bởi vì cái giọng đàn ông của mình mà bây giờ phải hóa thân thành một ca sĩ nữ mà cái giọng đặc biệt như vậy thì nó sẽ khó. Cho nên về cái phần giọng hát thì trong cái tiết mục này
Quý chưa tung tẩy được hết tất cả cái âm sắc giọng thật của mình là bởi vì phải ém giọng cho nó giống giọng nữ. Dạ, à, đúng rồi. Còn về cái phần diễn xuất, đương nhiên Quý là có một cái hình thể mạnh mẽ nữa, cho nên vào vai cô Nicole này rất là phù hợp. Bởi vì cái cô này không phải đẹp cái kiểu mà liễu yếu đạo tơ, đẹp mà cái kiểu mạnh mẽ, hoang dại, bốc lửa. Cho nên là với cái ngoại hình như Quý vào thì nó rất là phù hợp, đặc biệt là với cái làn da đen nhìn em là vô cùng quyến rũ. Còn với Phạm Lực, đây là một cái ca khó, mặc dù nó cũng nằm trong một cái thế mạnh của em, đó là vũ đạo, nhưng mà ngược lại giọng hát của cái cô này nó sắc, nó mạnh, nó bén, nó vang, nó rất là bắt mic. Thì cái giọng Lịch lại chưa đủ cái độ mạnh mẽ như cô ấy, chưa đủ cái độ bén và sắc giống như giọng của cô ta. Còn về phần vũ đạo thì anh thấy là 1 9 1 10, bởi vì nó nằm trong cái sở trường của em. Đây là một sự kết hợp, anh nghĩ rằng cả hai bạn cũng đã hỗ trợ cho nhau khá tốt. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn giọng thơ đại nghĩa rất nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Đỗ Phú Quý. Vậy thì không biết là cảm xúc của chị Mỹ Linh như thế nào về hai chị em song sinh Nicodis và Nicodas đang đứng trên sân khấu của Gương Mặt Thân Quen ạ? Tôi cảm thấy là cái số 10 này là một cái số rất là thích xem cả. Rất hay ạ, rất thích. Và đặc biệt là Phú Quý khi mà hóa thân vào cái cô ca sĩ Nicole này, thì đến mức là tôi không nghĩ đây là một người con trai đâu. Thật, anh là quá khó tính để soi thấy con chuột, chứ tôi thấy con gái bây giờ họ cũng tập tạ cũng chuột đầy mà. Nhưng cứ nhìn Madonna mà xem. Thì tôi thấy rằng là hôm nay nếu mà nói về độ nữ tính ấy mà, hai cái Nicole rít rát này là chưa biết ai hơn ai đâu. Thế nên là tôi thấy rằng là đây là một cái sự kết hợp và cái sự lựa chọn rất là thông minh của ban tổ chức cho cái số 10 này nó trở nên rất là hay. Và tôi thấy rằng cái tiết mục này hôm nay cũng dùng từ giải trí cho các bạn được, nó rất là vui. Những cái gì mà thuộc về điểm yếu của Lịch chè, những cái gì mà điểm mạnh của Lịch là hai người tôn được nhau lên. Tôi xin chúc mừng các bạn về cái tiết mục hôm nay. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Nãy giờ anh Đại Nghĩa và cả chị Mỹ Linh chia sẻ thì thấy là anh Lê Hoàng ngồi rất là trầm ngâm, cũng gật gù theo đôi chút. Vậy thì em không biết là anh Lê Hoàng có đồng tình với những cái quan điểm từ phía chị Mỹ Linh và cả anh Đại Nghĩa hay không ạ? Đây là một cặp đôi mà phải nói là diễn với nhau rất nhuyễn. Đầu tiên là ngoại hình cũng nhuyễn, thứ hai là vũ đạo cũng nhuyễn. Mặc dù là bạn Quý đâu có phải là một vũ công đúng không? Bạn là ca sĩ. Ừ, thành ra cái đấy là tôi hơi sợ đấy. Sợ có nghĩa là dịch ra là đánh giá cao đấy. Đánh giá cao đó. Đấy, đúng, đánh giá cao nhá. Đấy, thôi em thoáng giật cả mình ấy. Thế là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thế này này, là bạn làm, anh phải nói thật thế này nhá, bởi vì tôi không biết mặt cả hai bạn trước khi ngồi chương trình này lên. Lúc đầu tôi bị cứ nhìn mà ai là Phạm Lịch, ai là Quý, cứ là khán giả mà xem truyền hình ấy, đúng là họ ấy sẽ bị băn khoăn ấy. Họ sẽ không biết là ai là nhân vật chính đâu, bởi vì là do cái cách hóa trang, do cái màu da thành và do cái cách họ vũ đạo á, không hề lộ, không hề rõ rành rành ra là ai gì cả. Thế mình phải vỗ tay cho ban hóa trang nhỉ. Nếu mà có cái gì phải tiếc thì phải thế này này. Thật ra tôi biết Phạm Lịch là một vũ công rất là giỏi. Phải nói thật lòng mà tôi chờ cái vũ đạo nó hơn. Bởi vì rằng là cái vũ đạo này thật ra nó rất là hợp với bạn. Nghĩa là cái vũ đạo mà theo kiểu gọi là sao, thứ nhất là bốc lửa, thứ hai là gắt, và thứ ba là những cái động tác nó dứt khoát và nó mạnh. Thì tôi tưởng đấy là cái thuận lợi của bạn. Nhưng có lẽ bạn bị căng thẳng về phần hát quá, đâm ra bạn không dám làm hết. Chứ nếu mà có thời gian tập nữa và có thật đúng chất của bạn thì bạn làm cái vũ đạo này tôi nghĩ không có thua gì nhân vật chính đâu. Cái với lại anh Hoàng, như mình xem cái clip thì MV đó là người ta thu tiếng riêng, người ta quay hình riêng, cho nên là người ta có thể là nhảy một cách nó hết mình. Còn đây là Lịch phát live trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy nữa, cho nên nó sẽ bị ảnh hưởng, bị chi phối. Đúng đúng, tôi nghĩ là vừa hát vừa nhảy thì nó khác hẳn với lại là hát riêng, nhảy riêng. Nhưng mà với khán giả thì họ không biết. Mà nếu mà họ xem cái clip kia thì họ chỉ thấy là bên kia nó quá mạnh đúng không? Còn bên này thì mình không được đủ mạnh như vậy thì hơi tức. Ý anh nói là các em rất tốt nhưng mà anh hơi tiếc. Ừ. Vậy thì anh muốn hỏi Lịch nè, tức là cái việc mà vừa hát vừa nhảy nó có làm em bị phân tâm hay không? Khi em nhảy vốn dĩ là sở trường của em. Không, thực sự là nếu mà vừa nhảy vừa hát thì nó sẽ mệt, nhưng mà giống như mình chắc thiếu sót cái sự linh động á, tại vì bọn em lại đi làm theo bản gốc là cô ấy nhảy như thế nào, hát thế nào thì bọn em lại cover lại y chang như thế thì mình không có linh động lắm về phần khi mà lên dàn dựng chân sân khấu. Cảm ơn những lời nhận xét hết sức là chân thành đến từ phía ba vị giám khảo, và một lần nữa xin chúc mừng Phạm Lịch và Đỗ Phú Quý. Cảm ơn hai bạn.